Thế thì cái tư liệu tôi dùng để soạn cái bài này thì cái nguồn chính là đến từ cái tài liệu của Gold, tức là cái này chắc đa số các đồng nghiệp cũng đã biết, là cái hướng dẫn một cái chiến dịch toàn cầu về cái chẩn đoán điều trị và phòng ngừa cái viêm phổi mãn tính tắc nghẽn. Và đây là cái bản mới nhất của năm nay. Ngoài ra chúng tôi còn dùng các tài liệu của các cái tổ chức liên quan đến điều trị bệnh phổi của Australia và New Zealand. Thế thì chúng ta đã biết là cũng giống như các cái phục hồi chức năng cho các cái phân ngành khác, thì phân ngành phục hồi chức năng hô hấp cũng là một phân ngành mà có tính chất là đa ngành và đa mô thức. Đa ngành có nghĩa là chúng ta ngoài cái phục hồi chức năng ra thì chúng ta phải phối hợp với nội khoa để dùng thuốc men, rồi với điều dưỡng để chăm sóc, với các bác sĩ của phân ngành tâm lý học cũng như là dinh dưỡng học, rồi dược học, vân vân. Và trong đó một cái thành phần rất tôi cho là rất quan trọng, đấy là giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân và cũng như là thân nhân, để họ hiểu được cái bản chất của bệnh của mình và sẽ có những cái phối hợp tốt với chúng ta trong quá trình điều trị bệnh. Và đặc biệt là bản thân người bệnh cần phải chủ động và có trách nhiệm trong cái việc điều trị bệnh cho mình. Chỉ còn cái thời đại mà nói rằng là chăm sự tôi nhờ các thầy thuốc thì đã qua từ lâu rồi. Mà bây giờ là thời đại mới, người bệnh phải có trách nhiệm với cái tình trạng bệnh tật của họ. Thế thì ở những nét chung nhất thì cái hướng dẫn của Gold 2020 thì kết luận rằng là phục hồi chức năng hô hấp nó có tác dụng cải thiện được cái triệu chứng khó thở, tình trạng sức khỏe và khả năng gắng sức của người bệnh. Đây là bằng chứng cấp độ A, là cấp độ cao nhất. Và phục hồi chức năng hô hấp còn có tác dụng làm giảm cái thời gian nằm viện cũng như là cái tỷ lệ tái nhập viện, là tỷ lệ mà bệnh nặng trở lại cho bệnh nhân, với bằng chứng được cấp độ B. Và chính vì thế mà guidelines cũng khuyến cáo rằng là các bệnh nhân COPD mà có triệu chứng và có khả năng nguy cơ cao là bị cái đợt bệnh nặng phải nhập viện, tức là thuộc phân nhóm là B, C và D ấy, thì nên được khuyến khích tham gia một cái chương trình phục hồi chức năng chính thức càng sớm càng tốt. Chính thức ở đây có nghĩa chúng ta hiểu là một chương trình phục hồi chức năng mà có sự tham gia hướng dẫn, huấn luyện và giám sát của nhân viên y tế. Còn không chính thức có nghĩa là họ tự tập ở nhà hoặc là một cái hướng dẫn nào đó từ những đối tượng mà không phải là nhân viên y tế họ có chuyên ngành phục hồi chức năng. Và các cái thành phần của phục hồi chức năng hô hấp mà có mức độ chứng cứ cao bao gồm là tập luyện vận động, cai thuốc lá, hướng dẫn về các tư vấn về chăm sóc dinh dưỡng và ngoài ra là giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân. Thì cái phân loại về COPD thì nó có rất nhiều cái bảng phân loại khác nhau. Thì chẳng hạn như trong một cái bảng tổng hợp này thì chúng ta thấy là có thể phân loại theo kiểu của Gold. Họ chia làm 4 mức độ, chủ yếu dựa vào mức độ khó thở và chủ yếu dựa vào FEV1. Còn phân loại theo MRC, tức là Modified Medical Research Council, thì họ cũng có cách phân loại từ 0 đến 5. Rồi phân loại của CAT. Thế thì tổng hợp những cái này thì chúng ta sẽ có 4 nhóm là ABCD. Thì cái con số mà nó càng lớn thì có nghĩa là bệnh triệu chứng càng nặng và khả năng tái phát bệnh nặng để nhập viện càng cao. Thế thì trong các cái khía cạnh của phục hồi chức năng thì tập luyện được coi là một trong khía cạnh quan trọng nhất, bao gồm là tất nhiên là tập cả cơ và tập cả vấn đề về hô hấp. Và cái tập luyện nó được chứng minh bằng chứng cấp độ cao là nó cải thiện được không những về cái khả năng hô hấp của bệnh nhân mà còn cải thiện được cả tình trạng sức khỏe toàn thân và đặc biệt là tâm lý cho người bệnh. Vì chúng ta đã biết là quá trình tập luyện vận động cũng như tập luyện hô hấp thì nó sản sinh ra một số cái chất chẳng hạn như là morphine nội sinh, nó làm cho người ta có thể sảng khoái, kể cả cái người bình thường và lẫn người bệnh thì người ta sẽ bớt những cái trầm cảm, stress. Và một điều thú vị là gần đây thì qua tìm hiểu tôi cũng mới biết là có một cái nghiên cứu rất là hay mới có từ những năm 2000, tức là đầu thế kỷ 21. Người ta thấy rằng là cái vận động của cơ bắp nó không những có ích lợi về mặt cơ học hoặc là về mặt sinh học như thông thường mà nó còn giúp sản sinh ra những cái chất mà làm cho cái cơ bắp nó trở thành một cơ quan nội tiết trong cơ thể. Và chất đấy gọi là myokines.
Thì những chất này nó có tác động đến rất nhiều cơ quan trong cơ thể, bao gồm cả não, tim, gan, tuyến tụy, vân vân. Và chính vì thế mà nó có tác động lên cái tình trạng tâm thần và tâm lý của bệnh nhân. Và chính vì thế chúng ta nên khuyến khích bệnh nhân tham gia và gắn kết vào các chương trình tập luyện để giúp tăng cường sức khỏe dài hạn. Và một trong những yếu tố quyết định sự thành công của các chương trình phục hồi chức năng cho bệnh nhân COPD nói riêng và các bệnh nhân mà có bệnh lý mãn tính nói chung, đấy là sự gắn kết, tiếng Anh gọi là commitment. Thế làm sao bệnh nhân phải theo đuổi lâu dài mà không được bỏ nửa chừng. Bởi vì họ bỏ một thời gian là có thể bệnh nó nặng lên và phải nhập viện ngay. Thế thì các cái nghiên cứu cấp độ cao tới từ Cochrane Database cho thấy là phục hồi chức năng hô hấp có tác dụng là làm giảm triệu chứng khó thở, mệt, lo lắng, trầm cảm. Ngoài ra còn cải thiện cái sức cơ, khả năng gắng sức, giảm số lần nhập viện, nâng cao chất lượng sống. Và đặc biệt nó có một cái vấn đề là nó giúp bệnh nhân có cảm giác là họ có thể kiểm soát được bệnh của họ, gọi là self-control. Còn vì một trong những cái vấn đề mà làm cho bệnh nhân chán nản, tuyệt vọng, đấy là họ cảm thấy không kiểm soát được cái bệnh của mình. Đặc biệt là những bệnh mãn tính như là COPD hoặc là bệnh nhân suy tim. Và thậm chí có những bệnh nhân là họ trở thành là trầm cảm và thậm chí họ có thể là tự sát. Thì đó là những cái rất là đau lòng. Thế thì nếu chúng ta tập tốt thì họ sẽ có cảm giác kiểm soát được bệnh. Thế thì về cái chỉ định mà tập phục hồi chức năng á, thì hầu hết các trường hợp COPD đều tập được. Nhưng mà cái mà cần thiết nhất ấy, là những bệnh nhân mà có triệu chứng rõ ràng và đặc trưng là bởi khó thở. Thì đây chúng ta thấy là các nghiên cứu đăng trên tạp chí của Mỹ nó cho thấy là chỉ số khó thở ở cái người mà trước khi tập phục hồi chức năng hô hấp so với lại sau khi tập phục hồi chức năng, kể cả là tình trạng nghỉ ngơi hay tình trạng vận động, thì đều được cải thiện một cách có ý nghĩa thống kê. Và theo các guidelines thì bệnh nhân COPD ở tất cả các mức độ khác nhau, chẳng hạn như theo thang điểm MMRC từ 1 đến 5 thì đều có lợi ích cả. Chúng ta biết là thang điểm này thì sao ơi, bỏ cái phần trên là cho anh cái, nó bị che mất. Theo thang điểm này thì 1 điểm là tình trạng nhẹ nhất và 5 điểm là nặng nhất. Có thể bỏ được cái phần trên này không? Thế thì chúng ta hay chỉ định cho bệnh nhân COPD tham gia một quá trình phục hồi chức năng chính thức trong các đợt bệnh tiến triển thì chúng ta phải khuyến cáo ngay. Khuyến cáo này thì có thể đến từ bác sĩ nội khoa, tức là nội hô hấp, điều dưỡng hoặc là các bác sĩ các phân ngành khác, và đặc biệt là nhân viên y tế mà thuộc phân ngành của chúng ta, tức là bác sĩ phục hồi chức năng, điều dưỡng phục hồi chức năng, kỹ thuật viên phục hồi chức năng, và phải tham gia chương trình càng sớm càng tốt. Thế thì cũng theo hướng dẫn GOLD thì cái vấn đề tập vận động nó được tiến hành dù là một mình hay là kết hợp với các cái mô thức khác của phục hồi chức năng thì nó đều làm cải thiện rất có ý nghĩa cái khả năng hoạt động thể chất của người bệnh COPD. Và về mặt cường độ vận động thì chúng ta chỉ cần yêu cầu bệnh nhân tập sức bền ở cái mức là 60-80% cái cường độ tối đa mà có thể gây ra triệu chứng khó thở. Hoặc là mình lấy định lượng là thang điểm bò, thang điểm gắng sức là chỉ ở mức từ 4-6 điểm, như vậy đã là có lợi rồi, chứ không nhất thiết phải bắt bệnh nhân vận động cường độ quá cao. Thế thì như vậy chúng ta thấy là tập luyện vận động là cái thành phần quan trọng nhất trong cái phục hồi chức năng hô hấp cho bệnh nhân COPD. Chứ không phải là một số người hiểu lầm, là đặc biệt là những người mà không trong ngành phục hồi chức năng, là người ta nghĩ là chỉ có tập phổi thôi, bị phổi thì chỉ có tập phổi thôi, thì một quan điểm rất là sai lầm, mà chúng ta bỏ sót những cái hệ thống cơ bắp của toàn thân, đặc biệt là hệ thống cơ của hai chi dưới, đặc biệt là cơ tứ đầu. Thế thì chúng ta phải tập không những hệ thống cơ hô hấp, bản thân cái dung tích phổi, mà chúng ta phải tập sức bền toàn thân thông qua các bài tập aerobic, và chúng ta phải tập mạnh cơ, các bài tập strengthening, và đặc biệt là cơ tứ đầu. Thế thì các chương trình tập luyện này đều có chứng cứ cấp độ 1 đến từ các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có nhóm chứng đa trung tâm, cụ thể là Cochrane Database, cho thấy là giảm được cái triệu chứng khó thở mệt, tăng khả năng gắng sức, cải thiện tình trạng chân, cũng giống như hồi nãy tôi đã nói cái này rồi. Thế thì về tập sức bền thì chúng ta có rất đơn giản, có thể cho bệnh nhân đơn giản nhất là tập đi bộ ở nhà, hoặc là khi họ nhập viện thì tập trong hành lang của bệnh phòng, hoặc là
ở nhà cũng có thể tập thảm lăn nếu họ có cái này, hoặc là đạp xe tại chỗ cũng rất là đơn giản, không cần nhiều phương tiện. Còn tập mạnh cơ thì người ta cũng khuyến cáo là một tuần mình phải tập khoảng chừng 2 đến 3 buổi tập endurance, tức là tập endurance sức bền, và tập strengthening tức là tập mạnh cơ cũng khoảng 2 đến 3 buổi phối hợp với nhau, chứ không chỉ tập một mô thức độc lập. Và tập mạnh cơ thì cũng rất đơn giản, có thể tập bằng tạ tay hoặc là tập bằng TheraBand. Thế thì đó là cái vấn đề về tập vận động. Còn bây giờ chúng ta nói về vấn đề thứ hai là vấn đề tập về đường thở. Thì thứ nhất là các kỹ thuật làm thông thoáng đường thở, mà tiếng Anh gọi là Airway Clearance Technique. Thế thì những cái kỹ thuật này nó giúp tống xuất đàm nhất ra khỏi đường thở, và từ đó nó giúp giảm triệu chứng khó thở và giảm cái ho kịch phát do nó đàm nhất nó bị ứ trong đường thở, thì buộc lòng nó gây ra những cơn ho mà ho gọi là ho kịch phát, ho dữ dội, nó làm cho bệnh nhân mệt và khó thở thêm, đồng thời nó làm tổn thương cái niêm mạc đường hô hấp. Và những bài tập này có tác dụng là làm cải thiện được chức năng hô hấp, làm thay đổi cái dung tích, các dung tích thở, và giảm được cái đợt tiến triển nặng bệnh mà yêu cầu bệnh nhân phải nhập viện. Và trong những đợt bệnh nặng thì nó lại thúc đẩy hồi phục, bệnh nhân nhanh hồi phục và nhanh ra viện, nhanh về nhà hơn. Và đồng thời nó cũng làm cho giảm cái khả năng phải sử dụng kháng sinh kéo dài. Vì chúng ta biết là trong đàm nhớt nó có vi khuẩn, thì mình tống ra được ra ngoài thì cũng là một hình thức giống như là dẫn lưu để mà tống xuất vi khuẩn, bớt cái lượng vi khuẩn ở trong phổi. Thì như vậy là cái kháng sinh nó sẽ có hiệu quả hơn. Thế thì về các cái kỹ thuật mà cụ thể thì các cái guidelines hiện nay người ta cho thấy là các cái kỹ thuật vật lý trị liệu hô hấp kinh điển, như hồi nãy thầy Khanh cũng có nhắc đến, đấy là dẫn lưu tư thế, vỗ lồng ngực, rung lồng ngực cung vân, thì những cái kỹ thuật này hiện nay ngày càng ít dùng. Lý do là bởi vì người ta có những phương pháp hiện đại hơn, hiệu quả hơn. Ví dụ như rung người ta không có dùng tay nữa mà ta dùng máy, thì vì cái khả năng là cái rõ ràng là cái lực của máy và cái tần suất của máy nó phải tốt hơn so với tay người. Cho nên là ngày xưa khi mà còn thô sơ thì chúng ta làm cái này, chứ còn bây giờ nếu mà có điều kiện thì người ta sẽ chuyển qua dùng máy móc hơn. Và đặc biệt là chúng ta là bác sĩ phục hồi chức năng hoặc kỹ thuật viên vật lý trị liệu thì cũng phải nên hiểu là mình cũng có thể sử dụng thuốc, giống như trung tâm phục hồi chức năng Bạch Mai thì chắc chắn là có dùng thuốc rất là nhiều. Còn như ở chúng tôi thì chỉ là một khoa vật lý trị liệu chưa có giường bệnh nội trú, nên chúng tôi không dùng thuốc mà chúng tôi chỉ phối hợp với các bác sĩ nội hô hấp. Thì các thuốc này nó có tác dụng là long đàm và đặc biệt là giãn phế quản, chẳng hạn như nhóm LABA, nhóm LAMA trong cái guideline Gold, người ta đã khuyến cáo là mình dùng thuốc giãn phế quản trước khi tập thì kết quả nó tốt hơn. Và đây là một số cái kỹ thuật thở mà hiện đại, trong đó cũng có cái thì thầy Khanh đã đề cập, thì tôi cũng xin nhắc lại. Cái này cũng rất nhiều cái là tôi nghĩ rằng chúng ta có chưa biết, có thể nghe nói nhưng mà chưa bao giờ nhìn thấy hoặc chưa bao giờ thấy làm. Thì tôi hy vọng rằng sau cái buổi này thì một lát sẽ có cái sự trao đổi kinh nghiệm cũng như là thông tin giữa khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Đại học Y Dược và trung tâm phục hồi chức năng Bệnh viện Bạch Mai, để xem là cái tính khả thi, cái khả năng chúng ta phát hiện, phát triển những kỹ thuật này trong tương lai gần như thế nào. Và chúng tôi cũng rất muốn biết là các bạn đồng nghiệp Bạch Mai đã làm được đến đâu trong những kỹ thuật này. Ví dụ như kỹ thuật tập thở chủ động theo chu kỳ là một kỹ thuật được nói rất nhiều trong y văn. Thứ hai là dẫn lưu tự sinh thì ở đây chúng ta cũng đã có làm. Rồi tập thở ra với áp lực dương, và tập thở ra áp lực dương đồng thời là tạo ra các xung động trong đường dẫn khí, thì ở nước ngoài người ta có những cái thiết bị mà tên thương mại nó là flutter hoặc acapella. Cái hình thức nó như vậy, rất là nhỏ. Thế thì chúng ta cũng chưa có. Thế thì có rất là nhiều kỹ thuật để chúng ta lựa chọn. Thì lựa chọn kỹ thuật nào thì nó phải tùy thuộc vào cá nhân hóa, tùy thuộc vào từng tình trạng cụ thể của từng bệnh nhân, mức độ bệnh, khối lượng tính chất của đàm, bệnh nhân là đàm ít hay nhiều, đàm đặc hay là loãng. Rồi khi chúng ta tập thì chúng ta phải lượng giá lại, lượng giá trước và sau khi tập để xem cái hiệu quả đấy, cái kỹ thuật đấy nó có hiệu quả cho bệnh nhân này hay không. Nếu không có chúng ta phải đổi kỹ thuật khác. Và ngoài ra còn phải lưu ý những bệnh lý kèm theo, ví dụ bệnh nhân có bệnh về tim mạch, suy tim chẳng hạn, thì chúng ta phải tập khác. Một kỹ thuật quan trọng là tập cơ hít vào, giống như là thầy Khanh cũng đã nói, thì đây là cái thiết bị mà gọi là incentive spirometer, tức là cái phế dung kế mà nó có tính chất khuyến khích bệnh nhân. Từ incentive có nghĩa là khuyến khích, có nghĩa là khi mà người ta nhìn ở trên đây thấy có những cái vạch như vậy
hôm nay tôi thở được 2.000, ngày mai tôi thở được 2.500. Như vậy người ta thấy à là tôi có tiến bộ rất là rõ, và cái đấy là có tính chất là khuyến khích, cho nên người ta mới dùng cái từ là khuyến khích. Thế thì cái đây là một ví dụ rất là đơn giản nhưng mà hiệu quả cũng khá cao, bởi vì nó giúp thở sâu và cả người bệnh lẫn kỹ thuật viên nhân y tế đều nhìn thấy rất là rõ khách quan cái định lượng, và mình có thể thiết lập được cái mục tiêu mình để mình phấn đấu mình tập. Và cái thiết bị này cũng dùng rất là nhiều trong cái bệnh nhân mà ngoại khoa trước mổ cũng như sau mổ. Và cũng xin chia sẻ thêm là hiện nay ở Bệnh viện Đại học Y Dược thì chúng tôi có cái chương trình IRAS, là cái chương trình mà phục hồi chức năng sớm sau mổ. Cũng chia sẻ thêm với thầy Khanh và quý đồng nghiệp Bạch Mai để mà sau này chúng ta có lẽ sẽ là sẽ có thể mình sẽ có những cái hội nghị thảo khác liên quan đến cái vấn đề đó. Hiện nay chúng tôi biết là IRAS đã tiến hành trên thế giới từ rất nhiều chục năm nay. Việt Nam thì chưa có, mới manh nha thôi. Thì chúng tôi có đang định triển khai và cũng định là có thể sang năm 2020 sẽ vận động thành lập cái hội IRAS của thành phố Hồ Chí Minh. Thì cũng mong là ngoài Bắc thì thầy Khanh cũng để ý đến vấn đề này. Thế thì sử dụng cái thiết bị này cũng là một trong những cái bài tập mà gần như là thường quy của chương trình IRAS, là bao gồm vận động sớm và tập hô hấp. Ngoài ra cũng một thiết bị cũng rất là quan trọng và cũng rất là đơn giản, không tốn nhiều tiền và rất là sẵn có ở hầu hết các cơ sở phục hồi chức năng, đấy là NMS, tức là kích thích điện thần kinh cơ. Thì đây là một thiết bị có rất nhiều giá trị trong cái chuyên ngành phục hồi chức năng, không chỉ trong cái ngành chấn thương chỉnh hình, ngành thần kinh mà còn trong những ngành khác như như là hô hấp, tim mạch, chăm sóc vết thương. Thì đó là một chủ đề riêng, hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ có cơ hội để trình bày với quý đồng nghiệp về cái đề tài này cũng rất là dài. Thì trong cái bài này thì chúng ta biết rằng là cái ứng dụng của NMS trên cái bệnh nhân COPD nói riêng và bệnh nhân suy kiệt mà nằm ở hồi sức nói chung là có những khuyến cáo cấp độ cao. Bởi vì thứ nhất là nó giúp cải thiện sức mạnh, sức bền của cơ, và nó gây tải lực, nó gây một cái gánh rất là ít lên cái hệ hô hấp cũng như là hệ tuần hoàn. Đó là lý do tại sao bệnh nhân hôn mê, thậm chí huyết động không ổn định, nằm tại ICU chúng ta vẫn dùng cái này được để mà giúp cho người ta mạnh cơ và cũng không cần phải động một người ta, mình chỉ set up cái máy thôi. Đấy, thì rất là hay. Thì bệnh nhân COPD thì các bạn biết rồi, những người mà bị nặng thì họ là da bọc xương. Đấy, cho nên là mình mà không tập cái cơ tứ đầu mà tốt, họ chỉ cần gắng sức họ đi một lát là khó thở ngay, nợ oxy ngay. Thế thì các chỉ định chính của NMS trong bệnh nhân COPD nói riêng và bệnh nhân ICU nói chung là những bệnh nhân đang trong cái cơn khó thở nặng, đơn đợt khó thở nặng và không thể tập toàn thân được, tức là không thể tập aerobic, không thể tập endurance, và bệnh nhân chờ ghép phổi. Thì đây cũng là một cái đề tài mà cũng khá hay. Chúng ta biết là Bệnh viện Việt Đức là một trong những cái trung tâm ghép tạng hàng đầu của Việt Nam. Và bệnh viện chúng tôi thì cũng chưa thực hiện ghép phổi, có lẽ 1-2 năm nữa mà chúng tôi mới thực hiện được ghép thận và ghép gan. Thì một vài năm sẽ ghép tim và ghép phổi, còn thầy Tuấn Khanh chắc đã có những cái kinh nghiệm về những cái lĩnh vực này. Thì bệnh nhân ghép phổi thì chúng ta cũng phải điều trị phục hồi chức năng theo như cái protocol riêng dành cho bệnh nhân ghép tạng. Thế thì cuối cùng là về cái hoạt động thể lực cho cái bệnh nhân COPD thì như thế nào? Thì về cái hướng dẫn GOLD, người ta cũng thấy là có những bằng chứng rất rõ ràng về cái chuyện là nên áp dụng cái phục hồi chức năng cho bệnh nhân COPD, kể cả là ở bệnh viện hay là ở nhà, thì nó đều có giá trị cả. Và chính vì thế mà chúng ta phải khuyến khích người ta hoạt động thể lực và duy trì được cái mức độ hoạt động thể lực đó. Đấy là cái quan trọng. Và hoạt động thể lực nó không hẳn là vật lý trị liệu, không hẳn là phục hồi chức năng, mà chỉ là những hoạt động trong đời sống hàng ngày thôi, ADL thôi. Nhưng vấn đề là mình phải giáo dục để họ phải duy trì, họ tránh sợ khó thở mà lười biếng không làm việc này việc kia vân vân, và phải làm sao có những cái mẹo để mà tăng cường hoạt động thể lực. Thì một lát tôi sẽ nói rất là chi tiết và rất là đơn giản và rất là thú vị. Vì chúng ta biết là cái người bệnh nhân COPD là do cái khó thở mãn tính, cho nên là họ có xu hướng là giảm hoạt động thể lực, bởi vì cứ hoạt động là nó khó thở ngay, mà không ai muốn chịu cái cảm giác đau hay là cái cảm giác khó thở cả. Cho nên người ta phải cách tránh bằng cách là đừng hoạt động để cho nó khỏi khó thở. Đấy. Và cuối cùng lâu ngày thì cơ thể nó thích nghi với cái mức độ hoạt động đó, cho nên họ là hoạt động rất là kém và họ rất là dễ bị lên cơn khó thở khi gắng sức, họ dễ bị nợ oxy và sức cơ rất là kém, sức bền cũng kém. Thế thì tóm lại là chúng ta cần phải khuyến khích người ta hoạt động thể lực. Thế thì các nghiên cứu cho thấy là cái mức độ hoạt động thể lực của trong đời sống hàng ngày của bệnh nhân COPD chỉ bằng khoảng 50-60% so với người
bình thường cùng độ tuổi, tức là giảm đi hơn 50%, rất là nhiều, thì coi như là một người gần như là tàn phế rồi. Và mức độ thể lực này cũng giảm dần theo mức độ bệnh, bệnh càng nặng thì thể lực càng kém, và nó cũng song hành với sự suy giảm của cái chức năng phổi theo thời gian và theo mức độ bệnh, cũng như là theo tuổi tác bệnh nhân, tình trạng sức khỏe nói chung là COPD xong kèm theo những bệnh khác nữa và suy dinh dưỡng nặng nữa. Và đặc biệt là cái khi mà cái đợt bệnh nặng mà phải nhập viện thì mức độ học thể lực càng kém, mà bệnh nhân thường là đa số là nằm ở ICU hoặc là nằm ở trại bệnh nhưng mà hoạt động rất là kém. Và cái giảm mức độ hoạt động thể lực thì nó tỷ lệ thuận với cái tần suất đợt bệnh nặng và làm tăng tỷ lệ tử vong tương ứng. Chính vì thế mà các guidelines trên thế giới đều khuyến cáo là phải duy trì hoạt động thể lực thông thường cho tất cả các bệnh nhân COPD, bất kể mức độ nặng, bất kể thời gian bệnh. Thế thì các thể lực hoạt động thể lực thông thường ấy, để mình duy trì được ấy, thì nó sẽ giúp duy trì được cái sức cơ và khả năng gắng sức, thể hiện bằng test đi bộ 6 phút và thể tích oxy tối đa tiêu thụ được, cũng như nó làm giảm cái phản ứng viêm trong cái bệnh COPD nói riêng và các cái bệnh lý khác kèm theo nói chung, và giảm nguy cơ nhập viện và tử vong. Thế thì cụ thể thì cái protocol là như thế nào? Thì hoạt động thể lực chỉ cần ở cường độ trung bình, không cần phải quá cao, nhưng cũng không nên quá thấp, và thực hiện với tần suất là 5 ngày một tuần, mỗi ngày khoảng 30 phút. Ví dụ như là đi bộ, ví dụ như là đạp xe, ví dụ như là tập thể dục, hoặc là làm những công việc nhà. Và ngoài ra thì cần khuyến cáo bệnh nhân là phải tham gia một số các hoạt động trong cái đời sống hàng ngày mà đòi hỏi phải sử dụng sức mạnh cơ, đặc biệt là cơ tứ đầu. Ví dụ như là làm vườn, mình phải có thể những lúc phải khuỵu gối thực hiện cái động tác hemi squat, rồi nâng vật nặng, tất nhiên là trong cái mức độ cho phép. Rồi ngoài ra tùy theo cái lối sống của bệnh nhân, sở thích của bệnh nhân mà chúng ta khuyên họ tích hợp những cái hoạt động hàng ngày vào trong cái chuyện chế độ tập luyện thì họ sẽ thực hiện được lâu hơn. Chứ còn một trong những cái yếu tố mà làm cho bệnh nhân không thực hiện được cái chế độ tập luyện của chúng ta là phải cho là chế độ đó quá nhàm chán, không có hấp dẫn gì cả, hôm nào cũng tập như thế thì tôi không thích. Đấy, nhưng tôi thích rất thích đạp xe, tôi thích tập thái cực quyền, vân vân, bất cứ môn gì mình nên tìm hiểu cái sở thích của người ta và mình tích hợp vào trong đó. Một nghiên cứu rất thú vị ở Nhật Bản năm 2015 thực hiện trên hơn 76.000 bệnh nhân COPD người Nhật Bản, theo dõi trong tới 20 năm, nghiên cứu rất là công phu. Thì người ta chia bệnh nhân làm hai nhóm. Một nhóm là xem TV nhiều, ngày nào cũng xem trên 4 giờ. Còn những nhóm kia xem ít hơn, dưới 2 giờ. Thì cái nhóm xem nhiều, nguy cơ tử vong do COPD cao hơn hẳn, có ý nghĩa thống kê. Đây là một nghiên cứu đoàn hệ rất dài hạn. Vì như vậy chúng ta cũng thấy là nó có bằng chứng để chứng minh điều chúng ta nói là hoạt động thể lực mà giảm thì đồng nghĩa với là tăng biến chứng, tăng khả năng bệnh nặng đi nhập viện và tăng khả năng tử vong. Và đặc biệt là những cái người bệnh nhân bản thân họ bị COPD nhưng lại phải làm những công việc ngồi nhiều, ví dụ như là làm bàn giấy chẳng hạn, những người nhân viên văn phòng ấy, như chúng ta còn đỡ, chúng ta cũng nhân viên văn phòng nhưng mà đi lại nhiều, thế thì những người này là rất hay phải nhập viện vì bệnh nặng, rồi khả năng gắng sức thì giảm, và rất nhiều người là phải dùng oxy tại nhà, phải mua bình oxy di động tại nhà, sống chung với lại cái bình oxy đấy luôn, và hay bị những cái bệnh khác kèm theo. Lý do là vì giảm hoạt động thể lực thì lại sinh ra những cái thứ bệnh khác, gọi như tổn thương thứ cấp, và thường là phải sống phụ thuộc vào con cháu, ít khi mà sống một mình được. Thế thì cái cách thức để mà chúng ta tăng cường hoạt động thể lực thì cũng rất đơn giản. Chúng ta phải làm cái cách nào mà để giảm thiểu thời gian ngồi, tăng thời gian đứng và đi cho bệnh nhân tại nhà thôi. Ví dụ đây là một cái bản để kết thúc cái bài này, thì người ta dùng từ là chiến lược, những cái chiến lược mà có thể nhắc nhở những cái người mà ngồi nhiều ấy để mà hoạt động tốt hơn. Mà cái này tôi nghĩ là áp dụng cho cả bản thân chúng ta nữa, tại vì tất cả các nghiên cứu trên thế giới đều cho thấy là ngồi nhiều thì chết sớm. Cái đấy rất là rõ ha, thì các bạn cứ tìm hiểu thêm tại sao ngồi nhiều chết sớm. Thế thì ví dụ như đây, bệnh nhân đang ngồi xem tivi thì cứ mỗi khi mà đến cái quảng cáo ấy thì đứng dậy và đi vài ba bước trong phòng rồi quay lại xem tiếp. Đấy, thì thế nào chụp phim truyền hình nó cũng phải có quảng cáo, lúc quảng cáo thì đừng có ngồi xem nữa mà đứng dậy đi, không cần phải xem quảng cáo làm gì. Đó là một cách. Rồi khi đang đọc sách chẳng hạn thì đến hết cái chương ấy thì mình cũng
đứng dậy rồi đi bách bộ xung quanh rồi quay lại đọc cái chương kia, chứ không có đọc liên tục. Đấy, đấy là một cách. Rồi chẳng hạn như là khi mà mình đi chờ xe buýt hoặc là tàu điện ấy, thì mình đứng chứ mình đừng có ngồi. Đừng có ngồi tại cái chỗ chạm chờ xe buýt mà phải đứng, vì đứng là nó sẽ vận cơ nhiều hơn là ngồi. Rồi các công việc hàng ngày chẳng hạn, họ cần hướng dẫn chi tiết đến cái mức chẳng hạn như chúng ta đang là quần áo thì chúng ta phải để là mỗi nơi một chỗ để chúng ta có cái dịp chúng ta đi qua đi lại lấy cái này lấy cái kia, chứ đừng có ngồi một chỗ để mà là. Đấy, rồi sử dụng máy tính cũng thế, thì phải set up một cái báo thức để khoảng chừng 30 phút thì nó kêu thì mình biết rồi, mình đứng dậy mình đi lại một rát rồi mình quay lại làm tiếp, chứ không có làm cắm cúi. Chẳng hạn tôi soạn bài này tôi không cắm cúi mà làm từ đầu đến cuối. Sử dụng điện thoại cũng vậy ha, cũng không có ngồi mà cắm cái cúi mải mê vào cái điện thoại trong một vài tiếng đồng hồ. Thế thì bài trình bày đã hết, xin chân thành cảm ơn quý đồng nghiệp. Sau này để tiếp theo chương trình, tiết kiệm thời gian thì tôi xin trình bày luôn cái bài thứ hai của tôi. Và sau cái bài thứ hai này thì chúng ta sẽ có thời gian giải lao trong vòng 5-10 phút. Và sau đó thì chúng ta sẽ quay lại phần 2 của chương trình, bao gồm bài trình bày đầu tiên của cử nhân Lê Ngọc Tú, đầu cầu Bạch Mai, về cái phục hồi chức năng hô hấp cho bệnh nhân thở máy. Và sau đó là cuối cùng là bài trình bày của cử nhân Trần Trung Hiếu của đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh về cái phục hồi chức năng hô hấp cho cái trường hợp ARDS và kết hợp báo cáo một ca lâm sàng. Thế thì cái chủ đề tiếp theo tôi muốn báo cáo là về cập nhật cái phục hồi chức năng cho bệnh nhân ở ICU, là một cái chủ đề cũng rất là quan trọng, bởi vì là không có một kỹ thuật viên vật lý trị liệu nào, không một bác sĩ phục hồi chức năng nào mà lại không phải điều trị bệnh nhân ở ICU, và đó là một cái địa bàn mà tương đối là khó. Đã cho cái nghe nó thu gọn lại, nó bị vướng rồi. Thế thì hiện nay thì cái trình độ điều trị về nội khoa, về hồi sức của phân ngành hồi sức cũng rất là tốt, có nhiều tiến bộ mới về mặt máy móc cũng như là thuốc, cho nên là cái tỷ lệ mình điều trị thành công cũng rất là cao. Tuy nhiên, trên toàn thế giới và trong đó có Việt Nam thì cái hội chứng suy yếu mắc phải ở cái khoa chăm sóc đặc biệt vẫn là một cái hội chứng mà làm chúng ta đau đầu, và không những nó làm cho bệnh nhân tử vong, mà nếu họ có thoát được cái tử vong thì họ cũng bị suy yếu rất là lâu, có thể đến nhiều năm sau đó. Và đây là cái mà nơi mà cái vai trò của ngành phục hồi chức năng chúng ta nên phát huy. Thế thì các nghiên cứu cho thấy là cái bệnh nhân mà bị cái hội chứng này ấy, là nó chiếm đi có thể đến một nửa cái số bệnh nhân nằm ở ICU, tức là cứ hai người là có một người là có thể mắc phải hội chứng này. Và hội chứng này nó nguy hiểm ở chỗ là nó không chỉ gây suy yếu về mặt thể chất, tinh thần mà còn cả nhận thức nữa. Tức là họ trở nên mù mờ, giống như một cái người mà bị sa sút trí tuệ. Và đặc biệt là đối với những người già thì nếu mà nằm hồi sức mà lâu ấy, là có thể sau khi mà thoát khỏi cái tử vong rồi ấy, thì họ giống như một cái người bị Alzheimer, họ bị sa sút trí tuệ khủng khiếp luôn. Bởi trong một thời gian dài họ hôn mê, sau họ tỉnh lại thì cũng chỉ bốn bức tường, tiếp xúc với bao nhiêu dây nhợ máy móc mà không được tiếp xúc với con người, chỉ tiếp xúc với mấy cô điều dưỡng thôi, bác sĩ thôi. Đó. Và những cái hồi phục này nó chậm và thường là nó không hoàn toàn, tức là nó để lại những cái tổn thương tổn thứ cấp kéo dài rất là lâu và có thể là vĩnh viễn. Mà thời gian kéo dài có thể lên đến 5 năm. Chất lượng cuộc sống có thể giảm đến tận 5 năm kể từ khi mà người ta nhập vào hồi sức một lần. Đấy, chúng ta thấy là hoàn toàn không đơn giản. Và sau khi mà người ta đã ra được khỏi hồi sức rồi thì họ bị giảm cái khả năng hoạt động độc lập, là vì những cái suy yếu kéo dài, những cái tổn thương thứ cấp đó. Mà một số người thì không có thể quay lại công việc cũ được nữa mà phải bỏ nghề hoặc là phải chuyển qua nghề nghiệp khác nhẹ nhàng hơn. Và có một số người thì trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội, đặc biệt là những người mà bản thân họ đã cao tuổi khi mà họ nhập vào ICU. Thì chính vì thế mà cái bài toán đặt ra chúng ta là làm sao với tư cách là nhân viên của ngành phục hồi chức năng, chúng ta phối hợp đa ngành cùng với các cái nhân viên y tế khác để mà làm trước hết là cứu sống bệnh nhân, và sau đó là góp phần làm nâng cao chất lượng cuộc sống cho họ, giảm bớt những cái gánh nặng do những cái tổn thương thứ cấp này nó gây ra. Thế thì mục tiêu của cái phục hồi chức năng ở ICU có mấy mục tiêu sau đây. Thứ nhất là phòng ngừa các biến chứng có liên quan đến cái việc nằm ở hồi sức, mà chủ yếu là cái biến chứng hồi nãy chúng ta đã nói, tức là
hội chứng suy yếu mắc phải khi nằm ở khoa hồi sức. Và thứ hai là khôi phục về chức năng hô hấp là một cái quan trọng, vì cái này có thể gây tử vong và gây suy yếu rất nhanh, và khôi phục khả năng hoạt động độc lập cho người bệnh và phòng ngừa tái nhập viện. Nếu chúng ta phục hồi chức năng không tốt thì chỉ sau một thời gian được rời khỏi bệnh viện hoặc rời khỏi ICU, chưa ra khỏi bệnh viện thì đã quay lại trực trở lại ICU rồi, thì cái đó là một thất bại và những cái lần sau có thể là nặng nề hơn. Đồng thời những mục tiêu tiếp theo của chúng ta là giảm nhẹ bớt các cái biến chứng lâu dài và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Và một điều cũng cần phải lưu ý đấy là các bệnh lý hô hấp được coi như là nguyên nhân chủ yếu nhất mà làm cho bệnh nhân phải vào ICU. Cho nên là cái chủ đề hôm nay của chúng ta là phục hồi chức năng hô hấp là phục vụ rất là tốt cho các bệnh nhân ở ICU, mà để phòng ngừa họ không phải từ các trại bệnh phải vào đó, hoặc là nếu nó vào rồi mình điều trị tốt, điều trị đúng ngay từ đầu thì cái bệnh nó sẽ nhẹ hơn nhiều. Và các cái nghiên cứu cấp độ cao cho thấy là cái việc mình can thiệp phục hồi chức năng hô hấp cho bệnh nhân ở ICU sớm và tăng tiến thì nó rất là khả thi và nó ít gây ra các biến cố, tức là nó an toàn và hiệu quả. Chính vì thế mà các guidelines đều khuyến cáo là nên thực hiện cái phục hồi chức năng hô hấp sớm cho bệnh nhân ở ICU ngay khi họ đã tạm ổn về hô hấp tuần hoàn và thần kinh, có nghĩa là không có những cái rối loạn mà đe dọa đến tính mạng về huyết động, về sinh hiệu. Và đương nhiên chúng ta đã biết là bệnh nhân an thần và hôn mê thì vẫn có thể tập ngay nếu mà tình trạng họ cho phép. Và chúng ta cũng cần phải biết nguyên tắc của phục hồi chức năng ở ICU dành cho những bệnh nhân rất là nặng là bắt buộc phải nguyên tắc đa ngành, đa mô thức, có nghĩa là cùng một lúc chúng ta áp dụng nhiều phương thức khác nhau để mà tối ưu hóa kết quả điều trị. Và đồng thời chúng ta phải phối hợp đa ngành, có nghĩa là phải có sự liên kết, trao đổi, phối hợp giữa bác sĩ phục hồi chức năng, kỹ thuật viên vật lý trị liệu, điều dưỡng phục hồi chức năng với lại các cái nhân viên ở ICU như là bác sĩ hồi sức, điều dưỡng hồi sức, và thậm chí như chúng tôi đã có cơ hội mà đi qua nước ngoài để học tập thì người ta có hội chẩn ở ICU, một cái staff meeting như vậy có thể gồm đến 10 người, bao gồm cả bác sĩ dinh dưỡng, dược sĩ, rồi cả những người kỹ sư mà họ điều khiển máy móc ở ICU, họ cũng tham gia vào đó luôn. Ví dụ như cái bệnh nhân này cần cái máy này máy kia thì họ sẽ là cái người mà phải xử lý. Thế thì phục hồi chức năng cho bệnh nhân ở ICU có những lợi ích gì? Thì các bằng chứng lâm sàng cho thấy là nó là giúp bệnh nhân giảm phụ thuộc của máy thở và có thể rút ngắn cái thời gian phải thở máy, cai được máy thở sớm hơn, giảm được cái mức độ ứ động đàm nhớt, xẹp phổi, viêm phổi cho bệnh nhân, và giúp duy trì cũng như là tái kích hoạt cái thể tích phổi, tức là những phần phổi nó đã bị xẹp, nó đã không hoạt động thì mình tái kích hoạt lại để nó hoạt động trở lại, và cũng giúp cải thiện thông khí và giãn nở phổi và cải thiện được các cái dung tích sống. Cụ thể hơn nữa thì nó giúp cải thiện cái sự phù hợp thông khí và tưới máu, và cái này thì rất là cơ bản. Cái màng phế nang mao mạch thì mình biết là vì một lý do nào đó mà oxy tới mà không khuếch tán được qua màng phế nang mao mạch thì cũng không vào được máu, và về vẫn bị giảm oxy máu, và ngược lại cũng có thể CO2 nó ứ động ở đây thì cũng sẽ bị thiếu oxy máu mà tăng CO2, thì cách nào thì cũng là không tốt cho cái hệ thống hô hấp mà trao đổi khí của bệnh nhân. Cho nên chúng ta phải tối ưu hóa cái oxy hóa máu này nhờ các cái kỹ thuật vật lý trị liệu hô hấp. Ngoài ra chúng ta phải duy trì và cải thiện sức cơ hô hấp, tức là cơ hoành và các cơ hô hấp phụ như thầy Khanh đã nói, cũng như là các cơ ngoại biên, đặc biệt là cơ tứ đầu. Và những lợi ích khác là nó giúp ngắn thời gian cai máy thở và tránh được các trường hợp mà cai máy thở thất bại, tức là cai rồi cuối cùng lại phải thở lại rất là sớm do cái cơ hô hấp nó còn kém, chưa tự thở được, và giảm được cái thời gian nằm viện và chi phí, cũng như là phòng ngừa các biến chứng khác có liên quan, không chỉ về hô hấp mà về những vấn đề khác, ví dụ như là thuyên tắc huyết khối. Thế thì về mặt bằng chứng thì phục hồi chức năng hô hấp cho bệnh nhân ở ICU thì có gây ra cái biến cố gì không, tai biến gì nhiều không, thì người ta thấy là rất may là nó hiếm gặp, có nghĩa là đa số là nó an toàn và hiệu quả nếu chúng ta làm đúng chỉ định và chúng ta có lượng giá tốt trước và sau can thiệp. Các biến chứng thường gặp, các biến cố thường gặp trong cái lúc tập thì chủ yếu là giảm SpO2, thay đổi áp lực động mạch trung bình, có thể tăng hoặc giảm, hoặc rối loạn nhịp tim, thì những cái này chúng ta có thể quan sát rất là dễ trên monitor.
Và những cái biến cố này nó không phải xảy ra ở tất cả các cái bệnh nhân ICU như nhau, mà nó thường xảy ra ở cái nhóm bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ thôi, là chính thôi. Thành ra là chúng ta biết trước á, thì chúng ta sẽ phòng ngừa được. Thì những bệnh nhân nào, đấy là những bệnh nhân mà bản thân họ lúc đầu huyết động đã không ổn định rồi, rồi họ có bệnh tim mạch kèm theo, ví dụ như là tăng huyết áp, thiểu năng vành, rồi họ có bất thường sinh hiệu trước khi tập. Như vậy thì nếu để ổn định thì mình có thể phải nắm rõ các cái chống chỉ định. Thì đây là một số cái liệt kê về chống chỉ định mà chúng ta cần biết để mà, ở đây tôi xin nhắc lại thôi, ví dụ như một số chống chỉ định tuyệt đối cho bệnh nhân ở ICU, chẳng hạn như là vừa mới bị nhồi máu cơ tim thì chúng ta phải để cho qua cái cơn nguy kịch đã. Rồi nhịp tim quá chậm dưới 40 lần một phút hoặc quá nhanh trên 130 lần một phút. Huyết áp động mạch trung bình thấp dưới 60 mm thủy ngân hoặc là cao trên 110 mm thủy ngân. Đang dùng vận mạch liều cao. Liều cao là gì? Liều cao là đang dùng dopamine trên 10 microgram cân nặng một phút, hoặc là noradrenaline trên 0,1 microgram cân nặng một phút. Hoặc bệnh nhân đang có độ ám hòa oxy máu động mạch dưới 90%, thì con số guideline cho rằng là dưới 88%, thì tùy theo chúng ta chỉ định. Và bệnh nhân đang thở máy với độ bão hòa áp suất riêng phần oxy trong khí hít vào là trên 60%, hoặc là áp lực dương cuối thì thở ra là trên 10 cm nước, tức là bệnh nhân đã có cái tải quá mức rồi. Mình mà đưa thêm cái vật lý trị liệu vào là tăng tải quá mức thì chỉ có hại chứ không có lợi. Nhưng chỉ trong thời gian bệnh nhân được cái chế độ thấp hơn đã, hoặc là nhịp thở quá nhanh trên 40 lần một phút. Ngoài ra còn có những cái chống chỉ định tương đối mà chúng ta cần cân nhắc. Ví dụ như là hiện nay để đánh giá cái mức độ mà tỉnh táo hoặc là kích thích của người bệnh ở ICU thì người ta sử dụng cái thang điểm là Richmond Agitation Sedation Scale, viết tắt là RASS. Thế thì nó có từ cộng 4 cho đến trừ 5. Thì nếu bệnh nhân mà ở tình trạng quá mê man hoặc là quá kích thích thì mình cũng không nên tập. Đó, cái đó là chỉ là chống chỉ định tương đối thôi. Anh chị nào mà có trình độ cao vẫn có thể tập được. Hoặc là bệnh nhân đang đổ mồ hôi nhiều, đau đớn hoặc là mệt mỏi. Đau đớn thì chúng ta cũng có thể quan sát được bằng các thang điểm, chứ không bệnh nhân hoàn toàn hôn mê ha, nhưng mình vẫn có thể quan sát được qua nét mặt, qua những cái vấn đề khác. Và bệnh nhân có thể là có chấn thương sọ não mà người ta đang đặt cái cateter để theo dõi áp lực nội sọ, thì nếu mình áp dụng sọ mà trên 20 cm nước thì mình cũng không nên tập, nó cũng sẽ gây nguy hiểm. Và nhiệt độ thân nhiệt có thể là trên 38.5 thì cũng có thể không nên tập, mình cũng nên cân nhắc. Thì cái này là chống chỉ định tương đối. Thì như vậy nếu chúng ta nắm được các chống chỉ định, chúng ta tuân thủ tốt thì chúng ta sẽ tránh được những cái biến cố bất lợi có thể xảy ra khi mà tập cho bệnh nhân ICU. Thế thì các cái kỹ thuật, về mặt kỹ thuật đấy, thì các kỹ thuật phục hồi chức năng, vật lý trị liệu cho bệnh nhân ở ICU người ta chia thành hai nhóm chính. Các bạn cũng đã biết, đấy là nhóm các kỹ thuật chủ động và các kỹ thuật thụ động. Thì ở đây tôi thấy là liệt kê rất là nhiều. Thì tôi cũng rất mong là một lát thì chúng ta sẽ có sự thảo luận để xem là các cơ sở của chúng ta từ Bắc chí Nam là mình đã làm được đến đâu trong những cái bảng này. Ở những bảng này toàn là tài liệu của nước ngoài thôi, và có những cái nó rất là mới. Thì một lát chúng ta sẽ đi lần lượt qua một số kỹ thuật, chứ cũng không thể nói hết được trong một cái buổi ngắn gọn như hôm nay. Thì đầu tiên tôi xin nói về các cái nhóm kỹ thuật mà giúp tăng cường giãn nở phổi và dẫn lưu đàm nhớp. Thì kỹ thuật đầu tiên gọi là kỹ thuật MHI, thì tiếng Anh nó là manual hyperinflation, tức là kỹ thuật làm giãn nở phổi mà bằng tay. Bằng tay có nghĩa là chúng ta bóp bóng giống như là làm CPR. Thế thì chúng ta bóp bóng với cái thể tích khí lưu thông lớn hơn cái mức nền, như vậy là chúng ta cung cấp một cái lưu lượng khí nó lớn hơn bình thường, thì nó sẽ gây kích thích ho và tống xuất đờm nhớt ra ngoài. Chúng ta gây một cái sự mất cân đối giữa cái luồng khí vào và khí ra, thì đó là cái cơ chế để gây ra ho. Tất nhiên trong lúc đó thì bệnh nhân phải ngắt cái thổ nối với máy thở, thì đấy là một cái nhược điểm của cái phương pháp này. Cho nên chúng ta phải được huấn luyện đầy đủ, hiểu rõ kỹ thuật thì chúng ta mới được phép làm. Và thứ hai là muốn làm kỹ thuật này thì chúng ta cũng phải có sự đồng thuận, thống nhất với lại những cái nhân viên y tế khác ở ICU, bao gồm cả bác sĩ và điều dưỡng, chứ không thể mà tự nhiên chúng ta lại xông vào làm được. Đấy, thì cái này tôi nghĩ là phải có sự phối hợp đa ngành. Ở Đại học Y Dược thì chúng tôi cũng chưa làm được cái kỹ thuật này. Thì các cái nghiên cứu người ta cho thấy rằng chúng ta chỉ cần bóp bóng với áp lực là 40 cm nước và chỉ cần duy trì trong vài giây thôi, thì nó đã có tác dụng làm những cái vùng phổi mà nó đã bị xẹp ấy, nó giãn nở trở lại. Cái đó rất là hay, nó gọi là recruitment, tức là nó làm cho các vùng phổi mà đã xẹp rồi bây giờ nó giãn trở lại. Với mình chỉ cần duy trì cái áp lực 40 cm nước trong vòng vài giây thôi, rất đơn giản như thế. Cho nên chính vì thế nó giúp là
cải thiện giãn nở phổi và tăng cường oxy hóa máu, và nó giúp phòng ngừa cái tắc nghẽn đường thở và xẹp phổi. Một cái phương pháp khác với cái nguyên lý tương tự, nhưng chỉ khác là thay vì bằng tay chúng ta là bằng máy, thì nó gọi là VHI, tức là ventilator hyperinflation. Thì các nghiên cứu cũng cho thấy là hai phương pháp này có hiệu quả như nhau trong việc làm cải thiện thông thoáng đường thở và giãn nở phổi. Thì tóm lại là nó làm giãn cái đường dẫn khí, tức là các cái phế quản, và giãn các phế nang. Tuy nhiên, người ta so sánh thì thấy cái kỹ thuật mà dùng bằng máy ấy, tức là mình sẽ thực hiện bằng cách là mình điều chỉnh máy thở để cho nó cái lưu lượng thở vào nó tăng lên một cách đột ngột. Thế thì nó có nguy cơ mà gây ra vỡ phế nang ấy, nó thấp hơn so với cái kỹ thuật MHI. Vì MHI các bạn biết là nếu mình bóp mà mình không có kiểm soát được cái áp lực ấy, thì mình có thể gây ra cái gọi là battle trauma, tức là vỡ phế nang, chấn thương cái phế nang. Thế thì chính vì thế mà nếu mà mình muốn thực hiện kỹ thuật đó thì người ta phải có một cái đồng hồ đo lực kế để khi mình bóp thì mình biết là mình bóp cái áp lực bao nhiêu. Một kỹ thuật khác cũng được nói nhiều trong các cái tài liệu của châu Âu, đấy là kỹ thuật mechanical insufflation và exsufflation. Thì cái này tôi cũng không biết dịch là cái gì. Thì một lát tôi cũng xin nhờ thầy Khanh góp ý xem là cái này mình nên đồng thuận mình dịch là cái gì, chứ còn chỉ sợ dịch lôm côm thì không ai hiểu. Thế nên bây giờ đành phải để nguyên nghĩa. Chúng ta chỉ biết là đây là chẳng qua là cái kỹ thuật mà tạo ra cái sự đột biến, thay đổi đột biến về mặt áp lực trong đường thở từ dương và chuyển qua âm. Thế như vậy là nó tạo ra một cái kích thích ho nhân tạo. Đấy. Thay vì là bệnh nhân tự ho thì mình kích thích ho bằng cách là mình thay đổi cái áp lực trong đường thở với cái máy này. Thế thì ở các cái nước phát triển đó, thì người ta coi cái việc mà sử dụng kỹ thuật này là một phần của quy trình rút nội khí quản. Tức là cứ khi mà quyết định rút nội khí quản, người ta phải cho tập cái này một số lần cái đã. Nếu thấy ổn thì ta mới rút. Như vậy thì khả năng mà phải đặt lại, tức là cái máy thở thất bại, nó sẽ thấp hơn nhiều. Còn chúng ta là có thể mình dựa vào những cái chỉ tố lâm sàng khác thì mình có thể cái khả năng thất bại nó cao hơn. Cho nên nghiên cứu cũng cho thấy là cái kỹ thuật này nó giúp giảm cái tỷ lệ mà phải đặt nội khí quản lại, tức là cai máy thở thất bại, và giảm cái thời gian mà nằm tổng cộng mà nhân phải nằm tại ICU. Thì đây là cái quy trình mà kỹ thuật của người ta. Rồi còn dẫn lưu tư thế thì cái này thì tất cả chúng ta ai cũng biết. Thì nếu mà mình trong tay mình không có gì thì mình cũng có thể dùng cái này được. Thì cái này là kỹ thuật đơn giản, chỉ nhờ trọng lực là chính. Ngoài ra mình có thể, người ta thường không có dẫn lưu tư thế đơn thuần mà người ta sẽ kết hợp thêm vỗ rung lồng ngực hoặc là kỹ thuật ho hỗ trợ, có thể bằng tay hoặc thiết bị. Thiết bị giống như thầy Khanh nói hồi nãy, tức là cái áo vest mà nó có tạo ra các cái chế độ rung ở trên thành ngực để nó giúp dẫn lưu đàm nhất ra ngoài. Một kỹ thuật tiếp theo cũng được áp dụng khá nhiều trong y văn nói, đấy là kỹ thuật oxy lưu pháp mà lưu lượng cao. Thế thì những cái người mà suy hấp giảm oxy máu thì trong trường hợp này thì người ta sẽ dùng cái thở oxy mà lưu lượng cao để mà giúp cải thiện cái sự oxy hóa máu, và đồng thời người ta cũng cho thấy rằng nó giảm được cái sức cản đường thở và giảm công thở, tại bệnh nhân không phải thở gắng sức nữa. Đây cũng là một cái bước trong cái quy trình mà giúp tránh cái cai máy thở thất bại ở các nước phát triển. Tức là người ta làm rất là nhiều bước để mục đích là sau đó người ta rút nội khí quản một cách an toàn, khả năng đặt lại rất là thấp, bao gồm là cái kỹ thuật hồi nãy và kỹ thuật này. Còn kỹ thuật thở máy không xâm lấn thì lúc nãy thầy Khanh cũng có nói, thì tôi cũng xin nhắc lại sơ, thì hay gọi tắt là kỹ thuật thở NIF, viết tắt của non-invasive ventilation. Thì kỹ thuật này nó giúp cho giảm công thở, bệnh nhân không phải gắng sức nhiều khi thở, nó làm giãn nở phổi, tăng thể tích khí lưu thông và tăng dung tích hít vào, cho nên nó cải thiện được oxy hóa máu. Thì đây cũng là những cái trường hợp mà ta dùng khi mà mình muốn cai máy thở trước khi mà kết thúc hoàn toàn cái chuyện thở nhân tạo, thì người ta dùng cái NIF trước khi mà bệnh nhân thở tự nhiên. Và đối với bệnh nhân, người ta thường áp dụng trong cái bệnh nhân COPD trong đợt bệnh nặng, rồi bệnh nhân có nguy cơ mà sẽ bị suy hấp sau khi rút nội khí quản, đấy tức là một bước đệm trước khi mà mình quyết định là cai thở máy thở hoàn toàn. Thì đây vẫn là máy thở nhưng mà máy thở không xâm lấn. Một cái kỹ thuật khác cũng được sử dụng ở châu Âu khá nhiều, đấy là kỹ thuật mà rung thành ngực với tần số cao. Người ta dùng cái từ rất là phức tạp, thì người ta cũng dùng một cái áo vest để nó tạo nên cái xung động cho thành ngực. Tuy nhiên là
phương pháp này cũng rất là tối tân nhưng mà nó còn mới cho nên là dữ liệu còn ít và người ta cũng chưa có kết luận cuối cùng về cái hiệu quả và tính an toàn của phương pháp này. Một cái kỹ thuật nữa là gọi là kỹ thuật IPV, tức là Intrapulmonary Percussive Ventilation. Thì tôi tạm dịch là thiết bị tạo xung động trong đường dẫn khí, vì tôi thấy chưa có tác giả Việt Nam dịch mấy cái này. Thì là một lát cũng xin ý kiến thầy Khanh luôn, chắc chúng ta cũng phải là những người đầu tiên mà dịch mấy cái này thôi. Thì nguyên lý hoạt động của cái máy này là nó tạo ra những cái xung động và nó lan truyền vào trong đường dẫn khí. Thì nó tạo ra cái lưu lượng khí thở ra ấy, nó gấp 4 lần lưu lượng khí hít vào. Thì như vậy nó giúp tạo thành một cái luồng khí dương từ bên trong tống xuất cái đàm nhất ra ngoài. Đấy là cái cơ chế của nó giống như là phản xạ ho. Rồi, xin lỗi nó bị nhảy. Rồi kỹ thuật tiếp theo là thở ra với áp lực dương, thì cũng giống như thầy Khanh đã nói là một cái thiết bị rất là nhỏ. Thì lát chúng tôi cũng xin trao đổi thêm về cái này xem là cái khả năng mà mình hiện thực hóa cái kỹ thuật này ở Việt Nam nó như thế nào, và không biết là chỗ thầy Khanh đã làm cái này chưa. Chúng tôi cũng chưa có làm cái này, cũng chưa nhìn thấy cái máy này, cái thiết bị này bao giờ. Tuy nhiên là cái phương pháp này cũng hiệu quả của nó thì cũng chưa kết luận được hoàn toàn là tốt hay không tốt. Cái vấn đề tiếp theo, ngoài những kỹ thuật tập thở tác động trực tiếp vào phổi thì chúng ta phải tập vận động cho bệnh nhân. Thì đây là cái mà nhiều người chưa có đánh giá đúng mức, đặc biệt là những người mà không phải trong ngành của chúng ta. Ví dụ như là bác sĩ hồi sức, điều dưỡng hồi sức, có rất nhiều người chưa chắc đã biết là bệnh nhân cần phải tập đi đứng, tập vận động. Họ nghĩ là chỉ có tập phổi thôi, tập thở thôi là được rồi, không phải. Thế thì chúng ta biết là cái biến chứng do nằm lâu, bất động thì nó gây ra teo cơ, co rút khớp, rồi giảm khả năng hoạt động hữu khí và suy kiệt cho người bệnh. Đó là lý do tại sao mà dẫn đến hội chứng suy yếu mắc phải tại khoa hồi sức. Và các nghiên cứu cho thấy là một cái con số rất là khủng khiếp, tức là chỉ cần bệnh nhân nằm hồi sức một tuần thì có thể mất đến 40% sức mạnh của cơ. Các bạn lưu ý là 40% sức mạnh của cơ chứ không phải là khối lượng cơ. Có nghĩa khối lượng cơ có thể nó không mất đến mức này. Đấy, nhưng mà sức cơ thì mất rất là nhiều. Thế thì nó còn bị ảnh hưởng, ngoài cái chuyện bất động ra thì bệnh nhân phải dùng corticoid, phải dùng an thần giãn cơ và là bị suy dinh dưỡng nữa. Đấy, những cái này nó làm một cái vòng xoắn bệnh lý, nó gây ra tác động cộng hưởng. Và đặc biệt là cái việc thở máy ấy, bản thân cái việc thở máy là nó gây ra một cái hội chứng gọi là suy chức năng của cơ hoành mà do máy thở gây ra. Đấy, tức là máy thở nó, mình dùng máy thở thì cơ hoành nó không cần phải hoạt động nữa, cho nên nó bị suy yếu đi. Đấy, nó có cái bộ phận, có cái để mà làm thay cho nó rồi thì nó không phải hoạt động nữa. Đấy, thì thành ra là cái sức bền của cơ hoành nó kém, sức mạnh nó kém, sức bền cũng kém, và cuối cùng là nó bị suy yếu, và khi mình rút máy thở thì bệnh nhân sẽ khó thở ngay và bắt buộc phải đặt máy thở lại. Đấy, thì cái tình trạng này thì nó cũng tiến thoái lưỡng nan, cũng gần giống như một trường hợp bệnh nhân mà bị tổn thương tủy cổ ở cái mức mà không cao lắm mà mình đang muốn cai máy thở, giống thầy Khanh nói lúc nãy. Thế thì các nghiên cứu cấp độ cao đều cho thấy là cái vận động sớm là nó giúp cải thiện sức cơ hô hấp, cơ hoành, các cơ hô hấp phụ bao gồm cả cơ hít vào, cơ thở ra và các cái cơ ngoại biên, tức là cơ của chân tay và đặc biệt là cơ tứ đầu, và nó giúp giảm cái thời gian thở máy. Và đương nhiên là về mặt sinh lý thì nó cải thiện cái sự phù hợp thông khí tưới máu ở phổi, tức là có sự hòa hợp giữa nồng độ oxy trong phế nang và cái lưu lượng máu nó đến được cái màng phế nang mao mạch. Thế thì về mặt protocol thì chúng ta tập tăng tiến theo cái kiểu như thế nào, thì cái này tôi nghĩ chắc tất cả mọi người ở đây đều biết. Tôi chỉ nhắc lại, tức là mình đầu tiên tập xoay trở tại giường, cho bệnh nhân hôn mê thì tập thụ động, sau đó thì bệnh nhân tỉnh thì tập thụ động có trợ giúp, và sau đó thì thụ động hoàn toàn rồi chủ động hoàn toàn, và sau đó thì có kháng trở. Rồi duy trì các tư thế chức năng, chúng ta có thể kê gối hoặc là đặt nẹp vân vân để giữ tư thế tốt, không bị những tư thế xấu như là bàn chân ngựa. Rồi sau đó thì bệnh nhân tỉnh hơn thì mình sẽ tập cycling tại giường, tức là đạp xe bằng chân hoặc là tay, mình quay những cái cũng gọi là cycling. Rồi tập đứng, rồi tập di chuyển từ giường sang ghế và tập đi. Còn đối với bệnh nhân hôn mê thì chúng ta có chủ yếu tập vận động thụ động, nhưng mà ngoài ra còn có thể tập kéo giãn, đặt nẹp, duy trì tư thế, và đặc biệt ở những các nước phát triển thì người ta lại có những thiết bị rất là tối tân, ví dụ như cái máy CPM để giúp tập cho khớp gối, tập cho cơ tứ đầu ở bệnh nhân hôn mê. Thì cái này nó cũng, tôi biết là ở Việt Nam đã có nhà phân phối của Đức, nhưng mà tôi không biết là chỗ thầy Khanh có những cái máy này chưa. Thiết bị thứ hai cũng rất là thú vị, thì khi tôi đi học ở Nhật Bản thì tôi được chứng kiến một trường hợp
ở ICU của Nhật Bản thì người ta dùng cái thiết bị này. Tức là nó cũng như cơ bản thì nó cũng giống như một cái băng ca thôi. Nhưng mà người ta có thể ràng dây vào trong đây và nó có cái hệ thống motor để nó nâng lên. Thì bệnh nhân hôn mê hoàn toàn có thể đứng như vậy. Còn đối với bệnh nhân tỉnh thì sau khi mà đã xoay trở trên giường được rồi thì chúng ta tiếp tục tập vận động chủ động có trợ giúp, rồi đạp xe, dùng bàn nghiêng ngồi thõng chân và ra khỏi giường theo quy trình. Và bệnh nhân mà tỉnh táo hơn nữa thì tập đứng rồi tập đi. Thế thì hiện nay thì chúng ta biết là cái việc mà tập cho bệnh nhân mà có đang sử dụng máy thở xâm lấn mà đi đứng được là một cái chủ đề rất là hay, và chúng tôi cũng đang tiến hành cái kỹ thuật này thường quy vào cuối năm nay hoặc đầu sang năm. Thì cũng xin một lát trong cái phần mà thảo luận thì thầy Khanh cũng như các đồng nghiệp ở đầu cầu Bạch Mai cũng như tất cả các đồng nghiệp tham gia hội thảo này, chúng ta chia sẻ thêm về cái kinh nghiệm của bản thân mình cũng như là cơ sở mình trong cái việc thực hiện cái việc này. Vì tôi cho rằng là đây là một việc cần phải làm sớm. Nó là một việc đã làm thường quy ở các nước phát triển mà chúng ta thì chắc có lẽ chưa thường quy. Có nghĩa là tập đi đứng sớm cho bệnh nhân thở máy. Ngoài ra thì ở bệnh nhân ICU thì như tôi nói lúc hồi nãy, ở cái bệnh nhân mà COPD ấy, thì người ta cũng phải nhắc đến cái vai trò của kích thích điện thần kinh cơ. Ở đây là một cái phương tiện không đắt tiền, sẵn có, kỹ thuật thì dễ áp dụng, hầu như kỹ thuật viên nào cũng làm được. Đấy, và chúng ta có thể đặc biệt là không những chỉ dùng cho cơ tứ đầu mà chúng ta còn có thể dùng cho cơ hoành và cơ hô hấp phụ, bao gồm cả cơ hít vào, cơ thở ra. Thì một lát cũng xin hỏi luôn thầy Khanh và các đồng nghiệp Bạch Mai xem là ở Bạch Mai mình đã có dùng cái NMES này cho cái cơ hoành cũng như là cái cơ hô hấp phụ mà cho bệnh nhân bị tổn thương tủy sống chưa? Còn cái kỹ thuật mà cấy điện cực vào trong cơ thì cái đó tất nhiên là rất là phức tạp và nó cần phải có cái các cái đồng nghiệp ngoại khoa người ta mổ, người ta cấy vào thì cái đấy khó và thiết bị cũng đắt. Còn ở cái mức độ của mình ấy thì mình có thể dùng các cái thiết bị không xâm lấn như là cái máy điện xung để mà mình dán các cái điện cực ở khu vực cơ hoành hoặc là khu vực cơ thành bụng, cơ ức đòn trũng để mà mình kích thích cơ. Thì những cái này không phải tôi sáng tác tôi nói mà đều có nghiên cứu hết. Nhưng mà trong bài này thì nó dài nên tôi không muốn nói cái đó. Thì nó, có một cái bài mà tôi soạn riêng về cái vai trò của NMES trong cái phục hồi chức năng ấy, thì nó rất là rộng và trong đó nó có cái vấn đề về cơ hô hấp. Thế thì đây là những cái tài liệu tham khảo để mà soạn bài này. Bài trình bày đã hết. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp.